cố tổng thống Iraq Saddam Hussein có công lớn với Việt Nam như thế nào? Nếu cố tổng thống Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội đối ngoại, có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chia sẻ, Iraq là một trong những nước ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam chí tình nhất, cả về tinh thần lẫn vật chất trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước. Sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu này hoàn toàn vô tư, xuất phát từ cảm tình và yêu mến Việt Nam mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Năm 1971, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Bình, khi ấy với cương vị là trưởng đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris, đã sang thăm Iraq và được đón tiếp hết sức trọng thị như một người anh hùng. Tại Baghdad hôm đón tiếp bà, quần chúng nhân dân Iraq đã đứng dọc hai bên đường vẫy cờ hoa chào đón. Năm 1973, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mở đại sứ quán tại Iraq. Lúc đó, miền Nam đang dốc sức tập trung chiến đấu, khả năng tài chính rất hạn hẹp. Chính phủ Iraq đã trang trải cho toàn bộ hoạt động của đại sứ quán, từ trụ sở, xe cộ cho đến tiền mặt để thanh toán các khoản chi tiêu hàng ngày. Đại sứ tại Iraq Nguyễn Quang Khai kể lại rằng, tôi còn nhớ khi khai trương đại sứ quán tại thủ đô Baghdad, Tổng thống Iraq lúc đó là Ahmed Hassan đã gửi tặng một chiếc xe ô tô mới tinh và loại sang trọng nhất. Còn các tổ chức quần chúng như Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Iraq do ông Aziz Sarik làm chủ tịch Hội Phụ nữ, Thanh niên, tổ chức quyên góp tiền, quần áo, chăn màn gửi sang Việt Nam. Tháng 10 năm 1975, bà Bình trở lại Iraq với nhiệm vụ vận động chính phủ Iraq cho Việt Nam vay dầu. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi dù nước bạn rất nhiệt tình, nhưng khi đi vào những vấn đề kinh tế mang tính sống còn thì họ phải tính toán kỹ. Khi ấy, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng là Saddam Hussein đã tiếp bà. Sau khi nghe bà Bình trình bày những khó khăn của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sau thống nhất, ông đã trả lời ngay, chúng tôi quyết định tặng miền Nam 400.000 tấn dầu, coi như đây là món quà gửi cho nhân dân Việt Nam nhân ngày chiến thắng và cho vay thêm 1,5 triệu tấn nữa. Bà Bình như không tin vào tai mình, đến mức phải hỏi lại người phiên dịch một lần nữa thì mới biết chắc đó là sự thật. Và thời điểm này, ông Nguyễn Cơ Thạch, khi ấy là Thứ trưởng Ngoại giao của miền Bắc cũng đang có chuyến viếng thăm Iraq. Và cố tổng thống Saddam Hussein khi đó cũng đã quyết định cho miền Bắc vay 2 triệu tấn dầu không tính lãi. Sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước năm 1976, Việt Nam chuẩn bị hợp tác với nước ngoài để thăm dò và khai thác dầu khí, còn rất thiếu kinh nghiệm đàm phán và ký kết hợp đồng. Chính phủ Iraq đã cử các chuyên gia luật pháp và dầu khí giỏi nhất sang giúp ta, chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý, tránh bị hớ trong làm ăn với các công ty dầu khí nước ngoài. Đến năm 1979, theo hiệp định vay nợ, ta bắt đầu phải trả đợt đầu tiên cho Iraq. Nhưng ở thời điểm này, đất nước vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, các vết thương chiến tranh vẫn chưa lành, kinh tế bị tàn phá nặng nề trong khi phải dồn sức vào một cuộc chiến tranh mới chống Pol Pot gây rối ở biên giới Tây Nam và chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc. Việt Nam không thể trả được nợ cho Iraq theo hạn định. Năm ấy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã sang thăm Iraq. Chính phủ của Tổng thống Saddam Hussein một lần nữa quyết định cho Việt Nam vay 100 triệu đô la để trả số nợ đến hạn cho chính Iraq. Một quyết định có 102 trong quan hệ giữa các quốc gia. Những năm tiếp theo sau đó, nước Việt vẫn bộn bề khó khăn, không trả được nợ cho Iraq. Trong tình hình đó, chính phủ ta đã đề nghị Iraq cho hoãn nợ và nhận trả nợ bằng hàng hóa và lao động. Một phần nợ khác được dùng để đầu tư trở lại Việt Nam. Mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến ở vùng Vịnh, chính phủ Iraq vẫn đồng ý với đề nghị của Việt Nam. Hơn 20 năm sau, đến năm 2002, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng Việt Nam vẫn chưa trả hết nợ cho bạn. Tháng 2 năm 2002, bà Nguyễn Thị Bình đề nghị chính phủ ta cho phép thăm Iraq với lý do là bà sắp nghỉ hưu và trước khi nghỉ, bà muốn gặp lại người bạn cũ Saddam Hussein để nói đôi lời với ông về món nợ chưa trả được này. Lúc đó, đã có nhiều ý kiến đã phản đối cho rằng ta vừa ký hiệp định thương mại BTA với Mỹ, trong khi quan hệ giữa Mỹ và Iraq đang hết sức căng thẳng, liệu chuyến đi này có khó khăn cho quan hệ Việt-Mỹ đang trên đường cải thiện hay không? Nhưng cuối cùng bà Bình vẫn lên đường. Sau 22 năm trở lại, bà Bình vẫn là thượng khách của chính phủ Iraq. Bà được Tổng thống Saddam Hussein tiếp đón thân mật tại tòa lâu đài gần sân bay quốc tế Baghdad. Trong buổi trò chuyện thân mật, bà Bình bộc bạch, năm 1975 tôi thăm Iraq, Tổng thống đã quyết định cho Việt Nam vay dầu, lúc đó chúng ta còn rất trẻ. Đến bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu mà chúng tôi vẫn chưa trả được hết nợ cho Iraq, tôi cảm thấy trong lòng không vui. Nghe đến đây, Saddam Hussein nói ngay, mong bà về nghỉ bình yên, giữ gìn sức khỏe và không phải suy nghĩ gì cả. Từ giờ phút này trở đi, giữa chúng ta không có nợ nần gì với nhau nữa. Bà Bình một lần nữa không tin vào tai mình, quay sang hỏi lại đại sứ Nguyễn Quang Khai, khi ấy đang kiêm vai trò thông dịch viên. Khai, em hỏi lại xem có đúng Tổng thống Saddam Hussein nói như vậy không? Rất nhanh ý, biết bà Bình có thể chưa hiểu hết ý mình, ông Saddam Hussein nói tiếp. Tôi không biết con số cụ thể Việt Nam còn nợ Iraq là bao nhiêu. 5 giờ chiều nay,
tôi sẽ cử Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan đến dinh thự bà đang ở để ký biên bản thỏa thuận và xóa toàn bộ số nợ này. Và đúng 5 giờ chiều, Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan cùng một số quan chức cấp cao trong chính phủ Iraq đem một biên bản thỏa thuận đã được đánh máy sẵn. Bản thỏa thuận chỉ có vài dòng với nội dung ngắn gọn đại ý như thế này. Theo chỉ thị của Tổng thống Saddam Hussein, từ ngày hôm nay, ngày tháng 10 năm 2002, chính phủ Iraq quyết định xóa toàn bộ số nợ cho Việt Nam. Số tiền nợ trước ngày này chưa trả được sẽ dùng để đầu tư vào các dự án liên doanh giữa hai nước tại Việt Nam. Việc ký kết diễn ra hết sức đơn giản trên một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách của dinh thự mà Tổng thống Saddam Hussein dành cho bà Bình ở trong thời gian thăm Iraq. Ký xong, Phó Tổng thống đã đích thân lái xe đưa bà Bình đi thăm thành phố Baghdad. Một năm sau đó, Mỹ và đồng minh phát động cuộc chiến tranh chống Iraq. Tháng 12 năm 2003, Tổng thống Saddam Hussein bị bắt. Và 3 năm sau, ngày 30 tháng 12 năm 2006, ông bị xử tử sau một phiên tòa chấp nhoáng được tổ chức bởi chính phủ mới tại Iraq do Mỹ thành lập. Một câu chuyện kỳ lạ, một thứ tình cảm thân tình không thể chối bỏ. Bởi việc xóa một số nợ lớn như vậy chỉ có thể xảy ra giữa những người anh em hết sức thân thiết trong gia đình. Trong khi đó, chính Iraq đang gặp rất nhiều khó khăn do bị cấm vận và đang trong tình trạng chiến tranh với các nước phương Tây. Không như vậy, trải qua những biến động lớn trong nước lẫn quốc tế, các chế độ đến rồi đi, nhưng chính quyền mới của Iraq sau chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein vẫn tôn trọng, thừa nhận và gìn giữ thỏa thuận này. Bài viết theo nguồn chính thức của cựu đại sứ Việt Nam tại Iraq Nguyễn Quang Khai.